thủ đô được ví như bộ não của đất nước hay giống như trái tim của con người. Nhiều quan điểm quân sự cũng như từ các cuộc chiến đều cho rằng bên nào chiếm được thủ đô của kẻ thù thì bên đó sẽ giành được chiến thắng. Vậy nên, việc phòng thủ khu vực này luôn là vấn đề quan trọng sống còn với mỗi đất nước. Một điều thường thấy đó là các quốc gia thường đặt thủ đô ở khu vực cách xa những kẻ thù tiềm tàng của mình nhất. Thế nhưng, khi nhìn vào thủ đô Hà Nội của Việt Nam, các bạn thấy điều gì? Đó là nó quá gần với Trung Quốc, kẻ thù ngàn năm của nước ta. Khoảng cách gần nhất từ biên giới Trung Quốc đến Hà Nội chỉ có 180 km. Thậm chí, trong cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung, Hứa Thế Hữu còn khoác lác là sẽ đến Hà Nội trong vòng 2 tiếng đồng hồ, sau khi chiếm xong thị xã Lạng Sơn. Câu hỏi đặt ra là tại sao Việt Nam lại dám đặt thủ đô ngay cạnh của đất nước được xem là đối thủ trong hàng ngàn năm qua? Trước khi đi vào vấn đề chính của nội dung video này, quý vị hãy nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ ekip để có những video chất lượng hơn. Còn bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu nội dung chính trong video ngày hôm nay. Xét từ lịch sử thế giới, thủ đô giống như con tim của mỗi người. Đó là nơi quan trọng nhất của quốc gia. Cho nên, an toàn của thủ đô chính là cơ sở của an ninh quốc gia. Một khi thủ đô bị công phá thì có thể xem là một tai họa vong quốc. Do đó, từ thời cổ đại, rất nhiều vương triều diệt vong được bắt đầu từ tình huống thủ đô bị đánh chiếm. Thông thường, thủ đô không đặt ở biên cảnh hoặc là ở vị trí cách nước khác quá gần. Bởi lẽ, nếu chiến tranh nổ ra thì địch sẽ chỉ mất có vài giờ là có thể tiến quân tới chân thành, sẽ rất nguy hiểm. Việt Nam đã có thời gian dài phải chịu sự đô hộ của các thế lực phương Bắc. Nó được gọi là 1.000 năm Bắc thuộc. Sau khi Ngô Quyền đứng lên giành đã độc lập cho đất nước vào năm 938. Từ đó về sau, thời kỳ nào giữa Đại Việt và Trung Quốc cũng đều có chiến tranh. Thời Tiên Lê có chiến tranh Tống Việt năm 938 dưới triều đại của vua Lê Đại Hành. Thời Lý có cuộc tấn công sẽ đất Tống của Thái Y Lý Thường Kiệt và sau đó là cuộc chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt. Thời Trần thì đã quá nổi tiếng với 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, một trong những thế chiến hùng mạnh nhất trong lịch sử nhân loại. Rồi sau đó là sự đô hộ của nhà Minh dẫn đến khởi nghĩa Lam Sơn, rồi nhà Thanh và sau đó là Trung Quốc Cộng sản. Do đó, đối với Việt Nam mà nói, Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp từ đời này sang đời khác. Vậy mà thủ đô của Việt Nam là Hà Nội thì rất không thích đáng nếu xét trên các học thuyết quân sự. Bởi vì Hà Nội cách biên giới với Trung Quốc chỉ khoảng 180 km. Hơn nữa, Hà Nội cũng chưa phải nơi giàu có nhất của Việt Nam. Nó đã nằm ở miền Bắc cách xa miền Trung và miền Nam. Do khoảng cách xa xôi, thế nên rất khó có thể quản lý kiểm soát hữu hiệu đối với toàn quốc. Điều càng quan trọng hơn nữa là trung tâm kinh tế của Việt Nam thì lại đều nằm ở phía nam đất nước. Đã nguy hiểm, lại còn không thích hợp như vậy. Tại sao Việt Nam vẫn là thủ đô ở Hà Nội là điều mà rất nhiều người không thể hiểu rõ. Nếu rời đến miền Trung hoặc là miền Nam, chẳng phải tốt hơn sao? Sự thực thì không hề như vậy. Khi nhìn vào đặc điểm địa lý và lịch sử của đất nước, ta sẽ thấy rằng Hà Nội là lựa chọn tối ưu nhất không thể thay thế. Xét từ địa lý, khi chống lại các thế lực từ Trung Quốc thì phía Bắc là quan trọng nhất. Nếu không muốn nói là một khi mất phương Bắc thì Việt Nam sẽ khó sinh tồn. Bởi vì miền Nam Việt Nam đều là bình nguyên, dễ công khó thủ, cho nên tiến hành phòng thủ ở miền Bắc là cơ sở. Hơn nữa, vì khu vực phía Bắc của Việt Nam là địa bàn rừng rậm núi non hiểm trở, cả khu vực này dễ thủ, khó công, cho nên là nơi phòng thủ tốt nhất. Nếu rời đô đến miền Trung thì lại càng nguy hiểm hơn, nó dễ bị chia cắt. Nếu rời đô đến miền Nam thì với địa hình đồng bằng như vậy, càng không dễ gì để phòng thủ. Đó là về địa lý, còn xét về lịch sử, ta có thể thấy rằng Hà Nội luôn là nơi được các triều đại phong kiến Việt Nam lựa chọn làm thủ đô. Thậm chí ngay cả khi chịu ách đô hộ của phương Bắc và sau này là người Pháp thì vị trí này vẫn không thay đổi. Nhìn lại lịch sử nước ta sau thời Hùng Vương đóng đô ở Phú Thọ, thì An Dương Vương đã rời đô về vùng Đông Anh, ngoại thành Hà Nội ngày nay và cho xây Loa Thành. Tiếp đó, trong thời kỳ bị phong kiến Trung Quốc thống trị 1.000 năm, các triều đại Trung Quốc vẫn đặt trụ sở cai trị ở những vị trí loanh quanh khu vực Hà Nội, chẳng hạn như Cao Biển khi xây thành Đại La. Đến thế kỷ thứ 9, trong thời kỳ người Việt giành lại độc lập, từ Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ cho tới Ngô Quyền vẫn đều đặt thủ đô tại thành Cổ Loa hoặc là Đại La. Duy có một thời gian ngắn, nhà Đinh và nhà Tiền Lê đóng đô tại Hoa Lư, nhưng sau đó nhà Lý lại rời đô ra thành Đại La và đổi tên là thành Thăng Long. Từ thế kỷ thứ 10 đến cuối thế kỷ thứ 18, Thăng Long là kinh đô của các triều đại Lý, Trần, Lê. Khi nhà Tây Sơn khởi nghĩa, tiêu diệt thế lực của chúa Nguyễn và chúa Trịnh, thì lúc này nội bộ của nhà Tây Sơn đã chia làm ba. Nguyễn Huệ đóng tại Phú Xuân, Huế, Nguyễn Nhạc đóng ở quê cũ là Quy Nhơn, còn Nguyên Lữ thì đóng ở Gia Định.
Sau đó, khi nhà Nguyễn tiêu diệt nhà Tây Sơn năm 1082, vua Gia Long lên ngôi định đô ở Huế, nơi mà các chúa Nguyễn tổ tiên của ông đã gây dựng sự nghiệp hàng trăm năm trước. Trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam, ban đầu họ xâm chiếm Nam Kỳ và xây soái phủ ở Sài Gòn. Từ miền Nam Việt Nam, Pháp gặm nhấm dần ra miền Trung và miền Bắc, rồi là toàn cõi Đông Dương. Đến cuối thập niên 1880, thì họ cơ bản đã thực hiện xong công cuộc xâm lược xứ Đông Dương. Năm 1887, Tổng thống Pháp ghi sắc lệnh thành lập phủ toàn quyền Đông Dương để cai quản toàn bộ hệ thống chính trị thuộc địa Pháp ở xứ này. Ban đầu, bộ máy của phủ toàn quyền đặt tại Dinh Nozodom. Dinh Nozodom trước đây đặt trụ sở của Việt Nam Cộng Hòa. Những năm đầu sau này, trước khi bị trúng bom trong một cuộc đảo chính, rồi được xây lại và đổi tên thành Dinh Độc Lập. Tuy nhiên, bước sang thế kỷ 20, người Pháp lại quyết định sẽ sinh toàn quyền ở Hà Nội. Và đến năm 1906, khi Dinh xây xong, thì họ chuyển hết cơ quan của phủ toàn quyền ra Hà Nội. Dinh toàn quyền Đông Dương chính là phủ chủ tịch của nước ta ngày nay. Cho tới nay chưa tài liệu nào đầy đủ giải thích là tại sao Pháp lại chuyển trụ sở cai trị từ Sài Gòn ra Hà Nội. Tuy nhiên, việc Pháp chọn Hà Nội làm trụ sở đặt cơ quan cai trị đã cho thấy vị trí địa lý trung gian không phải là tiêu chí hàng đầu trong việc chọn đất định đô, mà còn phải xét yếu tố khác về tự nhiên và xã hội. Xét về phong thủy và những giai thoại, truyền thuyết dân gian của Việt Nam thì Hà Nội hay xưa là Thăng Long mang thế rồng cuộn hồ ngồi. Hà Nội hội tụ đầy đủ những dòng nguyên khí từ trên trời xuống, từ bên ngoài vào, từ các dòng sông truyền tới. Nên có thể nói rằng Hà Nội là vùng địa linh nhân kiệt, có vượng khí, tồn tại đến muôn đời. Đối với người Trung Quốc cũng luôn đặt câu hỏi, vì sao thủ đô Việt Nam lại là Hà Nội mà không phải thành phố Hồ Chí Minh? Thì một số học giả Trung Quốc cho rằng nó phần nhiều cũng liên quan tới kinh tế. Học giả Trung Quốc cho rằng, thủ đô có dân số đông, tập trung và cần đủ nguồn lương thực, nước uống. Vùng đồng bằng sông Hồng là nơi tốt nhất ở miền Bắc Việt Nam. Việc trao đổi người và mua bán hàng hóa đòi hỏi vận chuyển nhiều. Hà Nội nằm ở giao điểm giao thông đường bộ và đường thủy. Thời xa xưa, các phương tiện giao thông thường được kéo bởi con người hoặc sức người, nên việc sử dụng biển, hệ thống đường sông thuận lợi hơn so với việc vận chuyển hàng hóa trên đất liền. Giao thương giữa một quốc gia hoặc một số quốc gia sử dụng hệ thống đường bộ tự nhiên này để vận chuyển binh lính ra chiến trường, hoặc đơn giản là để dập tắt tình trạng bất ổn trong dân chúng địa phương, mà tất cả các mục đích trên sẽ dễ dàng hơn nếu bạn có thể kiểm soát được hệ thống đường thủy. Nhìn vào bản đồ bên dưới, thượng nguồn của 5 con sông lớn, sông Hồng Việt Nam và sông Đà Giang của Trung Quốc. Đây là cơ hội tốt để Việt Nam giao thương với Trung Quốc, một đất nước rộng lớn và đông dân, phải không? 5 con sông này gặp nhau tại một điểm, thủ đô đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, tọa lạc tại thành phố này, vùng núi phía Bắc cũng có thể được kiểm soát ở đây. Nhưng nó nằm ngoài đồng bằng sông Hồng. Điểm mấu chốt thứ hai mà học giả Trung Quốc khẳng định, việc luôn chọn Hà Nội là thủ đô vì nó dễ bảo vệ. Hà Nội có lợi thế, vẫn có thể kết nối về phía Bắc xa xôi, dễ dàng tiếp cận vịnh Bắc Bộ, nhưng không quá gần sông Lục Đầu hay hợp lưu 6 sông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Con sông có thể đóng vai trò là con đường vận chuyển, nhưng cũng có thể là rào cản, ngăn cản hoặc làm chậm quá trình di chuyển của ai đó từ bờ này sang bờ khác. Thành phố Thăng Long được bao quanh bởi sông Hồng ở phía đông và phía bắc, sông Tô Lịch ở phía bắc và hồ Tây. Sông Đáy lại bị chặn ở phía tây. Kẻ thù của Việt Nam chủ yếu là triều đình Trung Quốc, phải vượt qua tất cả những điều trên nếu chọn tấn công từ biên giới Việt-Trung. Cách duy nhất để phá vỡ rào cản này là sử dụng lực lượng hải quân đi dọc sông Hồng hoặc sông Tô Lịch hoặc sông Thái Bình như một cơn bão thường chờ đợi họ ở vịnh Bắc Bộ. Hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ ở vịnh Hạ Long cũng là địa điểm thuận lợi cho chiến tranh du kích biển. Một điều nữa, khoảng cách từ biên giới đến bờ biển giúp Việt Nam có thêm thời gian để chuẩn bị và làm suy yếu kẻ xâm lược. Ở trên ta đã nhìn mọi thứ ở góc độ địa lý và lịch sử, vậy còn nhìn ở góc độ quân sự thì sao? Riêng ở góc độ này thì ta có thể thấy một sự khác biệt và sáng tạo về quân sự của tổ tiên chúng ta. Lịch sử chiến tranh cổ đại của Trung Quốc hay các đế chế hùng mạnh một thời của thế giới cực kỳ chú trọng thủ đô, và khi thủ đô mất thì coi như mất nước, còn kinh đô thì còn đất nước. Thậm chí như thời hiện đại, khi Nhật Bản tiến hành xâm lược Trung Quốc trước khi thất thủ Tưởng Giới Thạch phải ra lệnh rời đô. Ví dụ, thủ đô của Trung Hoa Dân Quốc lúc này ở Nam Kinh, sau đó thì rời về Vũ Hán rồi tới Trùng Khánh. Điều này phần nào nói lên khái niệm còn kinh đô thì còn đất nước của họ. Thế nhưng, nhìn vào lịch sử của Việt Nam, kinh nghiệm chiến tranh của nhà Trần đã hình thành nên khái niệm toàn quân toàn quốc. Nghĩa là còn triều đình, còn quân đội thì còn đất nước. Quân Mông Nguyên giỏi công phá thành trì,
nhưng sang Đại Việt sở trường này không còn chỗ dùng. Vì quân Trần không chủ trương sống chết giữ thành, phát huy kinh nghiệm của nhà Trần, còn Tây Sơn cũng rút bỏ Thăng Long mà về Tam Điệp, rồi giáng một đòn sấm sét vào quân Thanh Kiêu Ngạo. Sau khi chiếm được Thăng Long dễ dàng, trong cuộc chiến tranh chống Pháp năm 1946, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không chủ trương sống chết với thành, nên đã di chuyển phân tán về vùng rừng núi Việt Bắc, chủ để một phần lực lượng quân sự đánh quyết tử ở Hà Nội để cầm chân quân Pháp nhằm tranh thủ thời gian cho các cơ quan sơ tán an toàn. Và đất nước thì có thời gian để dần dần chuyển sang thời chiến. Năm 1947, khi Pháp đưa quân tấn công Việt Bắc đánh vào thủ đô kháng chiến, một lần nữa các cơ quan chính phủ lại sơ tán tránh địch. Các đơn vị quân đội không giảm quân đánh kiểu trận địa mà phân tán đánh du kích, chủ yếu là dùng hình thức tập kích, phục kích để làm thất bại kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh đối phương. Trong khi phía ta thì vẫn bảo toàn được lực lượng. Đó cũng là những ví dụ minh họa cho tư tưởng toàn quân toàn quốc đánh giặc. Đây chính là kinh nghiệm quân sự của cha ông chúng ta. Dù sao cũng chỉ là vùng đất, cứ để nó đấy, nó chẳng có chân mà chạy được. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Nếu cứ quan trọng thủ đô, thì trong điều kiện ngày nay, với tiềm lực của Trung Quốc, thì dù cho thủ đô ở tận mũi Cà Mau thì cũng chưa phải là an toàn. Rốt cuộc thì thủ đô quan trọng, nhưng không nên gắn thủ đô với sự tồn vong của đất nước. Chống quân xâm lược hùng mạnh, nếu phòng ngự thụ động, dàn quân ra sống chết giữ thành, thì kết cục dù giữ được hay không thì thủ đô cũng tàn nát. Do đó, tư tưởng toàn quân toàn quốc phân tán, phòng tránh mũi nhọn ban đầu của kẻ địch vẫn là một kinh nghiệm quý báu cần phát huy trong thời đại chiến tranh ngày nay. Người Trung Quốc hay nghĩ rằng đánh lên Hà Nội, chiếm được Hà Nội là đạt được mục tiêu. Dạy Việt Nam bài học từ các triều đại phong kiến của họ, cho đến Hứa Thế Hữu năm 1979 từng khoác lác là chỉ cần 2 tiếng là có thể tiến tới Hà Nội. Các thế lực phương Bắc luôn mong kịch bản chúng ta cố thủ và sống chết giữ thành, để từ đó mất thành cũng đồng nghĩa với sự sụp đổ của quân đội. Thế nhưng kịch bản ấy thì đẹp, nhưng tiếc là nó không thể xảy ra, bởi bài học lịch sử ngàn năm thì vẫn còn đấy. Quân Nguyên 3 lần chiếm thành Thăng Long, rồi 3 lần chạy bán sống bán chết. Thoát Hoan phải chui vào ống đồng về nước, còn Toa Đô thì mất đầu. Hoặc là bài học về Tô Sĩ Nghị, Vành Dâu tiến vào Thăng Long, rồi ngựa thì không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp chạy về nước, hay như thực dân Pháp năm 1946 chiếm được Hà Nội rồi, sau đó thì vẫn phải ký vào hiệp định Geneva, xách ba lô về nước. Với quân xâm lược, chiếm được thành trì là một mục tiêu quan trọng. Còn với quân chống xâm lược, người tiêu diệt quân đội xâm lược mới là mục tiêu chính. Cho nên thủ đô dù quan trọng, nhưng con người còn là yếu tố quan trọng hơn. Đó chính là kinh nghiệm và bài học chiến tranh nhân dân mà tổ tiên đã để lại cho chúng ta. Video đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ gì về cách chọn nơi đặt thủ đô của chúng ta? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận. Nếu có chủ đề nào hay, các bạn hãy bình luận cho kênh biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.